Term 109, Treasury Notes, T-Notes. Treasury notes, T-notes, are medium-term treasuries with maturities ranging from 2 to 10 years. They offer a fixed interest rate coupon paid semi-annually, in addition to getting the principal back at maturity. T-notes can be a good option for investors seeking a balance between risk and return, with slightly higher yields than T-bills but with some interest rate risk. Thuật ngữ số 109, trái phiếu kho bạc trung hạn, tờ nốt. Trái phiếu kho bạc trung hạn, tờ nốt, là trái phiếu kho bạc có kỳ hạn từ 2 đến 10 năm. Nó cung cấp một mức lãi suất cố định, lãi suất trái phiếu, được trả nửa năm một lần, ngoài việc lấy lại tiền gốc khi đáo hạn. Trái phiếu kho bạc có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận, với lợi suất cao hơn một chút so với trái phiếu kho bạc ngắn hạn, tờ bill, nhưng có một số rủi ro về lãi suất.